Mình tính mua tôm nhiều mà tôm mình mua được có nửa ký hết tôm rồi, bên tiệm bán hết rồi, còn hơn nửa ký nữa nha mọi người. Như tôm rồi á, mình lúc này mình xào chung luôn mọi người. Cua tôm mình xào, theo dõi mình xào kiểu gì nha mọi người.
nước quá trời, mình ấy cho lâu lâu cho nó thấm nha mọi người, cạn nước mới được. Ra cái sữa cho nó thấm vô ăn nó mới ngon. Gà nước tôm. Chào tất cả mọi người nha, mời mọi người ăn tôm sút, ăn tôm xào kiểu Mỹ nha mọi người. Này tôm xào kiểu Mỹ, tôm ốc, cua luôn nữa. Ăn con tôm trước cho nó ngon cái này. Quất nguyên một mâm tôm cua ốc. Tôm nãy rẻ không nội ơi. Rẻ thịt ngon quá. Mọi người quá trời mặt luôn, trắng xíu luôn.
Thôi mình kết thúc video tại đây mọi người. Mình lấy bao nhiêu số thì được nha mọi người. Mình ăn sau nha mọi người.